Xin được trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó trọng tâm là đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, từ lâu đã là một yêu cầu bức thiết để Việt Nam hội nhập và phát triển. Trước mắt quý vị lúc này chính là bộ sách giáo khoa của lớp 1. Một bộ sách sẽ được đưa vào sử dụng từ năm học 2020-2021 theo chương trình giáo dục phổ thông mới của Công ty Cổ phần Phát hành sách giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bây giờ Thảo Vân muốn mời quý vị sẽ cùng với Thảo Vân khám phá quy trình để làm ra bộ sách này. Công ty Cổ phần Phát hành sách giáo dục là đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, một đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo với hơn 60 năm kinh nghiệm trong tổ chức biên soạn, biên tập, in ấn, phát hành sách giáo khoa và các sản phẩm giáo dục nhằm phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học trong cả nước. Từ năm 2017, Công ty Cổ phần Phát hành sách giáo dục đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, biên tập viên, họa sĩ và nhân viên với gần 100 người tham gia tổ chức biên soạn bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới mà khởi đầu là sách giáo khoa lớp 1. Công ty đã hợp tác với hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu giáo dục, giảng viên, giáo viên các cấp để nghiên cứu chương trình, xây dựng chiến lược, kế hoạch và tiến hành biên soạn sách giáo khoa mới hướng tới mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Sau gần 3 năm lao động miệt mài, không quản ngày đêm, sự ra đời của bộ sách giáo khoa lớp 1 trông rất hấp dẫn và thú vị này. Chính là trái ngọt, kết tinh trí tuệ, tâm huyết, sức lực của tập thể tác giả và đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Phát hành sách giáo dục. Bộ sách đã được Hội đồng Thẩm định Quốc gia sách giáo khoa đánh giá cao và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố là sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Với tư tưởng vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, bộ sách giáo khoa của Công ty Cổ phần Phát hành sách giáo dục hướng tới sự bình đẳng trong cơ hội tiếp cận tri thức, bình đẳng về cơ hội phát triển phẩm chất, năng lực và sự dân chủ, tự chủ trong học tập, tự do trong sáng tạo, chủ động trong giải quyết các vấn đề cho học sinh. Triết lý của bộ sách được các nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục đánh giá là khoa học và nhân văn. Thưa quý vị và các bạn, sách giáo khoa là một sản phẩm giáo dục có tính tập thể. Tuy nhiên khi nói đến những bộ sách này, chúng ta không thể không nói đến những tác giả của cuốn sách, bởi họ chính là những người đặt nền móng và thổi hồn cho những cuốn sách này. Có thể nói một cách khác, đây chính là những đứa con tinh thần của họ. Họ đã để rất nhiều những tâm huyết, gọt rũa một cách tỉ mỉ, đầy sự nâng niu, trau chuốt, cẩn thận. Và chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến gặp cha đẻ của những cuốn sách này để chúng ta có thể hiểu hơn về những tình cảm, tâm huyết và công sức của họ trong thời gian qua. Tiến sĩ Phạm Quỳnh công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Là người làm sách chuyên nghiệp, thầy Phạm Quỳnh luôn là một trong những người đi tiên phong đón nhận những xu hướng đổi mới về giáo dục. Các vấn đề giáo dục đạo đức luôn là mối quan tâm hàng đầu của tiến sĩ Phạm Quỳnh. Với vai trò chủ biên sách giáo khoa đạo đức tiểu học, tiến sĩ Phạm Quỳnh đã thực sự đưa đến những làn gió mới trong việc học đạo đức cho học sinh. Trong cái chương trình hiện hành thì lớp 1 chưa có sách học cho học sinh. Thì trong chương trình giáo dục phổ thông mới thì đã yêu cầu là phải biên soạn cái sách giáo khoa đạo đức dành cho học sinh. Đấy là cái điểm nó rất là đặc biệt so với cái chương trình hiện nay. Sách giáo khoa của chúng tôi hiện nay biên soạn sẽ có cái quy trình dạy học rõ ràng. Đó là 4 cái bước dạy học đạo đức. Chương trình giáo dục phổ thông mới riêng với môn đạo đức thì ở lớp 1 thì người ta quy định có 2 cái nhóm nội dung lớn. Một là liên quan đến đạo đức, giá trị đạo đức và 2 là cái kỹ năng sống. Với từng nhóm vậy thì sẽ có một cái cấu trúc riêng. Thì ở cái nhóm dạy về đạo đức thì chúng tôi dựa theo cái lý thuyết dạy học đạo đức. Trước hết là của một giáo sư tên là Roland Kohnbeck. Ông ấy chia cái quá trình dạy học đạo đức của con người ra làm 6 bước. Thì ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ được vận dụng cho học sinh tiểu học. Và cấu trúc bài học thì dựa theo cái lý thuyết của nhà tâm lý học giáo dục nổi tiếng của người Mỹ là Darcy Navarez. Thì cấu trúc bài học đạo đức nó gồm có 4 cái bước.
Một là bước tạo cảm xúc đạo đức, thứ hai là các phán đoán đạo đức, và các thứ ba là động cơ đạo đức, và thứ tư là các hành động đạo đức. Quy trình dạy học kỹ năng sống thì chúng tôi cũng kế thừa các cái quy trình dạy học kỹ năng sống mà do Bộ Giáo dục và Đào tạo từng triển khai tương đối sâu rộng từ những năm 2012 trở lại đây. Đó là gồm có 4 bước: khám phá, kết nối, thực hành, vận dụng. Đây là cái 4 bước khá là phổ biến trong cái việc dạy học kỹ năng sống. Mặc dù là dạy học đạo đức nhưng dạy học cả hai cái nhóm nội dung, một là về giá trị đạo đức, hai là kỹ năng sống. Và các bài trong chương trình của giáo dục phổ thông lớp 1 thì chúng tôi đều đáp ứng. Và những cái bài nào liên quan đến đạo đức thì chúng tôi xây dựng theo mô hình thứ nhất. Những bài nào dạy kỹ năng sống thì chúng tôi đi theo mô hình thứ hai. Điều đó nó đảm bảo cho cái tính xác thực trong cái việc hình thành giá trị đạo đức hay là kỹ năng sống cho học sinh. Sách giáo khoa đạo đức mà chúng tôi biên soạn ấy, thì tương đối gần với cái đời sống của học sinh. Đời sống học sinh thì nó gồm có gia đình, nhà trường là chính. Và do đó thì những cái tình huống thực tiễn đạo đức của đứa trẻ ấy, là gắn chặt với cuộc sống của nó. Và khi mà học sinh học đến những tình huống đó, nó cảm thấy rất là gần gũi, thân quen. Và khi đó thì nó có nhu cầu học tập và nhu cầu thay đổi về hành vi của mình. Song hành với việc tổ chức biên soạn bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, mà khởi đầu là sách giáo khoa lớp 1, Công ty Cổ phần Phát hành Sách Giáo dục đã xây dựng và tổ chức một hệ thống đa dạng các loại hình hỗ trợ việc giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Thứ nhất, tổ chức biên soạn nhiều bộ sách, tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Thứ hai, xây dựng và phát triển hệ thống website riêng để hỗ trợ các hoạt động giáo dục và đào tạo. Thứ ba, nghiên cứu, cung cấp một số thiết bị và học liệu giáo dục hỗ trợ cho sách giáo khoa và các bộ sách, tài liệu tham khảo. Thứ tư, xây dựng các chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, với khoảng thời gian vừa rồi thì Thảo Vân hy vọng quý vị đã có những hình dung ban đầu về quá trình thai nghén và làm ra bộ sách giáo khoa lớp 1 sẽ được sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ năm học 2020-2021. Thảo Vân cũng tin rằng với cách tổ chức biên soạn bài bản chuyên nghiệp với triết lý khoa học nhân văn vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, với hình thức đẹp bắt mắt, với nội dung hấp dẫn thú vị và đặc biệt là với hệ thống hỗ trợ dạy học đầy đủ, hiện đại, bộ sách giáo khoa lớp 1 của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ là bộ sách phù hợp và là người bạn đồng hành đáng tin cậy của tất cả học sinh và giáo viên ở tất cả các địa phương trên mọi miền đất nước. Với bộ sách này, chúng ta có cơ sở để tin rằng việc giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh sẽ có một bước chuyển mạnh mẽ theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh đúng như mục tiêu đề ra của chương trình giáo dục phổ thông mới.